thưa quý khán giả và các đồng chí, thành tựu trong công tác đối ngoại tiếp tục là một điểm sáng trong những thành tựu chung của cả nước trong năm 2023, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Trong chương trình Vươn ra Việt Nam cuối cùng của năm 2023, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những sắc màu ngoại giao đa phương của Việt Nam trong năm vừa qua. Những gam màu rực rỡ, tươi sáng chính là tiền đề để mở ra một trang mới lạc quan cho năm 2024. Ngay từ những tháng đầu năm 2023 đã chứng kiến hàng loạt các hoạt động ngoại giao sôi động của đất nước. Câu chuyện về một Việt Nam năng động, đổi mới luôn hiện hữu trong các diễn đàn cấp cao như Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Hay COP28 tại UAE. Tháng 5 năm 2023, Việt Nam là một trong 8 nước được Nhật Bản mời dự hội nghị G7 mở rộng tổ chức tại Hiroshima. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và là lần thứ 2 được mời với tư cách là quốc gia độc lập. Điều này cho thấy quốc tế thực sự coi trọng vai trò của Việt Nam với vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị không chỉ là dịp chúng ta giới thiệu về đường lối đối ngoại, hình ảnh đất nước, kêu gọi và thu hút đầu tư nước ngoài, mà còn là cơ hội để thể hiện trách nhiệm, đóng góp, giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực. Tháng 9 năm 2023, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng. Chỉ có lòng tin, sự chân thành và đoàn kết trên phạm vi toàn cầu với sự củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc, với sự tham gia tích cực của tất cả các quốc gia mới có thể giúp chúng ta cùng nhau giải quyết những khó khăn, vượt qua thách thức, thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng trên toàn thế giới, cũng như ở từng quốc gia, khu vực mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người. Một Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, hội nhập quốc tế và cùng thế giới chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đó là thông điệp nổi bật từ những hoạt động đối ngoại quan trọng này. Tất cả đã thể hiện vị thế mới của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động. Xuyên suốt năm 2023, lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ, ban ngành của Việt Nam tích cực tham gia các